Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Lần đầu tiên, Quốc hội Việt Nam tổ chức một kỳ họp bất thường trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, xem xét một số nội dung quan trọng cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Thành phố Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng phát triển kinh tế. Báo chí quốc tế tin tưởng vào triển vọng kinh tế Việt Nam như thế nào trong năm 2022? Chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm bản tin ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Được khai mạc vào ngày 4 tháng 1 này, kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét một số nội dung quan trọng, cấp bách cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đây là kỳ họp chưa từng có tiền lệ. Hoạt động này tiếp tục cho thấy tinh thần đổi mới, hành động, đồng hành cùng Chính phủ của Quốc hội khóa 15 đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Lần đầu tiên, Quốc hội Việt Nam tổ chức một kỳ họp bất thường trên cơ sở đề nghị của Chính phủ. Kỳ họp cho thấy sự chủ động, linh hoạt, kịp thời thích ứng của Quốc hội nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong bối cảnh đặc biệt vì một mục tiêu duy nhất: đem lại sự phát triển cho đất nước. Chúng tôi tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất, có nghĩa là sẽ có những lần thứ hai và lần thứ ba. Để làm gì? Nếu như chúng ta cũng nội dung này mà chúng ta để đến 6 tháng sau mới đưa vào kỳ họp thì rõ ràng nó sẽ làm chậm cái sự phát triển của đất nước. Đây là một cái sự minh chứng rất rõ nét cho cái nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, chúng ta đổi mới, đáp ứng cái yêu cầu phát triển của đất nước và đáp ứng theo cái yêu cầu đảm bảo cái sự lãnh đạo của Đảng trong cái thể chế, các cái chủ trương nghị quyết của Đảng và cuộc sống. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng, cấp bách và không thể trì hoãn, gồm dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, cơ chế chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và dự thảo nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ. Điều này được kỳ vọng sẽ có những tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp, địa phương và cả những chính sách lớn giúp phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Kỳ họp của Quốc hội lần này nó thể hiện hai cái tinh thần. Cái thứ nhất là Quốc hội rất năng động và theo đúng cái xu thế mới hiện nay, nó đòi hỏi là nhà nước buộc phải có cái tính thích ứng nhanh hơn và cái việc ra quyết định cũng đòi hỏi phải nhanh chóng hơn và toàn diện hơn. Và cái thứ hai, Quốc hội cũng là thể hiện cái tinh thần đổi mới, đó là hành động quyết liệt và tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc. Và nếu như mà chúng ta không xác định ngay những cái chính sách là những cái điểm nghẽn, là cái sự cản trở cho sự phát triển thì rất dễ dàng là các doanh nghiệp của chúng ta là có thể là bị tụt hậu và sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Do đó chúng tôi thấy rằng là việc sửa các luật cũng như quyết định các chính sách tài khóa tiền tệ là cũng rất là quan trọng và cần thiết. Dù rất cấp bách và diễn ra theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhưng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chất lượng vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trong tháng 1 này phải báo cáo về việc tiêm và nhận vaccine. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo ra soát, cập nhật thường xuyên để kịp thời có giải pháp phù hợp, bảo đảm số lượng vaccine đủ tiêm cho các lứa tuổi theo tiến độ được giao. Bộ Y tế lên kế hoạch bảo đảm đủ vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên để hoàn thành mũi 3 trong quý 1 năm nay. Các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang vận hành một mô hình chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 rất hiệu quả, có tên gọi mô hình bệnh viện chị em. Vận hành với tinh thần mềm mại như mối quan hệ chị em, mô hình có sự phối hợp rất linh hoạt giữa nhiều cấp đơn vị khác nhau. Một bầu không khí có thể tạm gọi là yên bình những ngày cuối tháng 12 tại bệnh viện dã chiến quận 7 số 1. Chỉ khoảng 50% công suất được vận hành để chăm sóc cho số ít bệnh nhân nhập viện hàng ngày. Tuy vậy, cơ sở đóng vai trò người em này vẫn được người chị theo sát để hỗ trợ. Bệnh
nhân khoảng 94 tuổi đã nhập viện vào ngày 14 tháng 12. Tình trạng rất là nặng. Khi nhập viện được 2 ngày sau khi thở oxy mask không đáp ứng thì bệnh nhân phải lên ở HFNC rồi sau đó là phải đặt nội khí quản luôn. Cho thở máy xâm lấn 10 ngày. Sau đó chúng tôi đã cai máy được sự góp ý của bệnh viện 16 thì cũng đã giúp chúng tôi trong cái vấn đề góp ý về chuyên môn. Chúng tôi đã phải nói là rất là ngoạn mục. Đây là một trong những cái thành công hiếm hoi của bệnh viện dã chiến điều trị COVID tuyến quận. Trong vai trò người chị, bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 có trách nhiệm dìu dắt những bệnh viện em trong cụm 3, gồm có các bệnh viện của quận 7, quận 8 và huyện Cần Giờ. Ngay từ những ngày đầu làm chị, việc đầu tiên bệnh viện dã chiến số 16 làm là đến để nắm rõ tình trạng của các bệnh viện em và thiết lập cơ chế giao ban định kỳ và đột xuất. Thứ nhất là bệnh nhân được điều trị đúng cái tầng của bệnh nhân. Cái thứ hai là có sự hỗ trợ về chuyên môn và hội chẩn sớm. Cái thứ ba là cái nguồn lực đó nó được tối ưu hóa. Nó tối ưu hóa cái mô hình 3 tầng của Bộ Y tế. Có sự gắn kết giữa bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới. Không chỉ dành riêng cho bệnh viện trong cụm, mô hình này còn có thể tiếp nhận, gửi hỗ trợ cho các bệnh viện khác, cụm khác khi cần thiết. Bằng tính chất mềm mại của mối quan hệ chị em, mô hình này đã làm rõ hơn nữa một mạng lưới cả về chiều dọc và chiều ngang để có thể thực hiện chăm sóc sức khỏe rộng nhất, hiệu quả nhất cho bệnh nhân COVID-19. Nhìn lại năm vừa qua, quý 3 là giai đoạn khó khăn nhất của cả nước do tác động của đợt dịch thứ tư bùng phát. Với thành phố Hà Nội, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, nên thành phố đã bảo đảm an sinh xã hội và tích cực hỗ trợ cho các tỉnh thành khác phòng chống dịch bệnh. Thành phố vẫn đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng, phát triển kinh tế. Nhịp sản xuất đang dần trở lại ở các nhà máy. Vừa chống dịch, vừa phục hồi sản xuất để đảm bảo tiến độ các đơn hàng đã giúp lượng doanh nghiệp tại 9 khu công nghiệp của Hà Nội trở lại hoạt động bình thường, đạt trên 95%. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, nhiều biện pháp phòng chống vẫn được tiến hành chặt chẽ để đảm bảo an toàn sản xuất, nhất là việc tiếp tục tiêm vaccine cho người lao động. Với mục đích là không làm gián đoạn quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy, cho tới thời điểm hiện tại thì nhà máy chúng tôi, toàn bộ người lao động đều đã được tiêm vaccine 2 mũi. Toàn bộ người lao động chúng tôi đều chung sức đồng lòng để cùng với toàn nhà máy để vượt qua được khó khăn do dịch bệnh. Doanh nghiệp phục hồi sản xuất đúng vào thời điểm các chuỗi cung ứng hàng hóa đã bị đứt gãy. Phần lớn các doanh nghiệp đều gặp khó khăn về vốn cho duy trì sản xuất kinh doanh, trả lương, đóng bảo hiểm cho lao động. Vì thế, thành phố đã giải ngân và cho gần 10.000 người lao động vay vốn để mau chóng lấy lại đà sản xuất. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, thành phố cũng như là Ngân hàng Chính sách để tạo ra cái gói hỗ trợ. Ngân sách thành phố cũng đã hỗ trợ và chuyển sang Ngân hàng Chính sách với con số là 2.050 tỷ để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là người lao động gặp khó khăn trong cái bối cảnh Covid hiện nay. Thành phố cũng cần phải khẩn trương nhanh hơn nữa, sát hơn nữa để nắm bắt được những cái đối tượng, những cái doanh nghiệp mà người ta cần phải có sự trợ giúp. Thì trong thời điểm này nếu như ta trợ giúp nhanh thì những doanh nghiệp nó sẽ giảm bớt đi cái việc phải dừng hoặc là đóng cửa phá sản. Hà Nội đang khẩn trương rà soát miễn giảm, giãn, hoãn nộp thuế hơn 22.000 tỷ đồng cho trên 38.000 doanh nghiệp và người nộp thuế. Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng là một cách để duy trì tăng trưởng kinh tế. Trong năm 2022, để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 7 đến 7,5%, tức là cao hơn gấp đôi năm qua và cao hơn 1% so với bình quân chung của cả nước, thì Hà Nội sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thủ đô.
Thưa quý vị, tuần qua đã khép lại một năm đầy biến động dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và hướng tới một năm mới với nhiều hy vọng. Năm 2021, đứng trước những thách thức to lớn do dịch bệnh toàn cầu gây ra, Việt Nam đã tích cực triển khai những giải pháp kịp thời để vượt qua khó khăn, được dư luận quốc tế đánh giá cao và tin tưởng vào khả năng phục hồi trong năm tới. Trong phần điểm báo quốc tế tuần này, chúng ta tiếp tục theo dõi những nhận định của báo chí quốc tế về kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng trong năm 2022. Biên tập viên Tú Anh sẽ thông tin thêm chi tiết. Xin mời chị. Xin cảm ơn biên tập viên Thục Linh. Xin kính chào quý vị khán giả. Trong tuần qua, những báo cáo kinh tế đưa ra cuối năm đã cho thấy Việt Nam gặt hái những kết quả ngoạn mục trong bối cảnh đại dịch. Nhiều điểm sáng xuất hiện ở mỗi ngành nghề và cả nền kinh tế. Đây là cơ sở, là nền tảng quan trọng cho bức tranh kinh tế lạc quan của Việt Nam năm 2022 trong bối cảnh bình thường mới. Nhiều nguồn tin quốc tế đã nhận định rằng với nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, cùng hàng loạt các quy định thay đổi, kinh tế của Việt Nam kết thúc một năm 2021 đầy khó khăn, trong thế đang dần phục hồi trở lại. Đây sẽ là bàn đạp cho sự phát triển trong năm 2022 của Việt Nam với nhiều tiềm năng và thế mạnh mới. Tờ Nikkei của Nhật Bản, Jakarta Post của Indonesia, trang tin tổng hợp của Đài Loan, Trung Quốc đều ghi nhận kết quả mà Tổng cục Thống kê Việt Nam đã công bố. Theo đó, tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm khởi sắc, GDP quý 4 ước tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng 4,61% của năm 2020. Đây là sự đảo chiều ấn tượng so với mức sụt giảm của quý trước, đưa tổng sản phẩm trong nước năm 2021 ước tính tăng 2,58%. Tuy mức tăng trưởng này thấp hơn so với mức tăng 2,91% năm 2020 và với mục tiêu đặt ra là 6,5%, nhưng được đánh giá là thành công trong bối cảnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Các báo quốc tế có nhận định chung, Việt Nam là một trong số ít những quốc gia duy trì được đà tăng trưởng dương ổn định năm 2020 và 2021. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia đăng tải bài viết, trong đó nhận định Việt Nam đã hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế trong năm 2021, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại quốc tế. Theo bài viết, để có một nền tảng vĩ mô vững chắc, chính phủ đã đưa ra các hỗ trợ chưa từng có cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh, đồng thời thực hiện các điều chỉnh chính sách kịp thời. Những chính sách và chiến lược như vậy đã củng cố niềm tin của công chúng và chính phủ, đồng thời khuyến khích người dân chung tay ngăn chặn đại dịch và phát triển kinh tế. Còn mạng tin tức tổng hợp Đài Loan Trung Quốc cũng đã có bài viết phân tích về tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021. Bài viết trích dẫn ý kiến của Tổng cục Thống kê cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố kinh tế quan trọng đã triển khai các biện pháp giãn cách xã hội trong quý 2, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế 2,58% vẫn là một thành công lớn khi vừa ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo duy trì nền kinh tế. Tôi nghĩ khả năng chống chịu của nền kinh tế vẫn được giữ vững trong tương lai. Tốc độ triển khai tiêm chủng đang diễn ra nhanh hơn dự đoán. Sau thời gian 3 quý đầu năm, nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng bởi các đợt dịch bệnh trên toàn quốc. Mặc dù vậy, kinh tế trong quý 4 đã phục hồi. Với tiêu đề, nền kinh tế Việt Nam mở rộng trong quý 4 khi sản xuất phục hồi, tờ Bloomberg nhận định, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã tăng tốc trong quý 4 khi lĩnh vực sản xuất phục hồi và xuất khẩu kéo dài sự phục hồi sau đợt đại dịch lao dốc hồi đầu năm. 2021 là một năm đầy khó khăn đối với Việt Nam. Việt Nam đã có sự phục hồi đáng ghi nhận trong những tháng cuối năm. Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách hiệu quả giúp nền kinh tế phục hồi trở lại. Nền kinh tế Việt Nam có nhiều yếu tố tích cực. Những yếu tố khiến các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam trước đây thì vẫn được giữ vững. Việt Nam liên tục là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất ở châu Á. Và không có lý do gì mà điều đó lại không tiếp tục duy trì trong tương lai. Theo báo cáo đầu tư năm 2021 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD, dịch COVID-19 đã làm thay đổi bức tranh đầu tư nước ngoài của thế giới. Năm 2021, FDI toàn cầu phục hồi tương đối khiêm tốn do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy vậy,
Theo UNCTAD, năm 2021, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm 20 nước thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn hàng đầu thế giới. Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong thu hút sự chuyển dịch dòng vốn FDI. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, đã có 31,15 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tăng 9,2% so với năm 2020. Kết quả tích cực như vậy đã cho thấy lòng tin vững chắc của các nhà đầu tư nước ngoài dành cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Triển vọng dài hạn khi đầu tư tại thị trường này vẫn là những nhân tố níu kéo nhiều doanh nghiệp nước ngoài khi Việt Nam từng bước chuyển dịch chiến lược phòng chống COVID-19. Với sự tin tưởng về triển vọng vượt qua khủng hoảng dịch bệnh và không để lại hậu quả nặng nề về kinh tế của Việt Nam, xu thế phát triển đầu tư trong tương lai của nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã được báo chí quốc tế tuần qua phản ánh chi tiết. Tờ Nikkei Asia của Nhật Bản có bài phân tích về chiến lược đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn bán lẻ Nhật Bản. Tờ báo trích dẫn lời ông Okazaki Soichi, giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh Đông Nam Á của Aeon, cho biết Việt Nam là thị trường quan trọng nhất đối với chiến lược phát triển ra nước ngoài của gã khổng lồ bán lẻ. Từ nay tới năm 2025, Aeon dự định sẽ mở khoảng 100 siêu thị Max Value tại Việt Nam. Bên cạnh Aeon, nhiều tập đoàn bán lẻ khác của Nhật Bản cũng có cùng dự định. Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản dự định sẽ mở rộng chuỗi siêu thị Fujimart cùng tập đoàn BRG của Việt Nam. Một tin vui nữa trong đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tờ Vietjoy dẫn nguồn tin từ KBS News của Hàn Quốc cho biết, Samsung đã quyết định đầu tư 850 triệu đô la Mỹ vào nhà máy sản xuất linh kiện chip bán dẫn tại Việt Nam. Số tiền này sẽ được rót vốn đầu tư theo từng giai đoạn từ nay cho đến năm 2023. Nhà máy sản xuất tại Việt Nam là cơ sở sản xuất chính. Việt Nam không chỉ là nơi thu hút các nhà đầu tư châu Á. Theo trang tin về dệt may Fiber to Fashion của Ấn Độ, Việt Nam cũng là quốc gia có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư Australia. Theo các chuyên gia, hai nước đã chia sẻ 3 hiệp định FTA, trong đó có 2 hiệp định thế hệ mới, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. 3 hiệp định cùng với 12 hiệp định khác mà Việt Nam tham gia ký kết sẽ giúp mở ra cơ hội thu hút thêm các nhà đầu tư Australia và quốc gia Đông Nam Á này. Theo báo cáo của Brand Finance, năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp, thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng 33 trong danh sách top 100 thương hiệu mạnh nhất thế giới, tăng khoảng 21,69% so với năm 2020, từ 319 tỷ đô la Mỹ lên 388 tỷ đô la Mỹ. Kết quả tích cực này cũng được phản ánh bằng sự quan tâm của báo chí quốc tế cho sự hiện diện của thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu. Tờ The Star của Malaysia, Reuters của Anh và Nikkei Asia của Nhật Bản và hàng loạt các trang báo quốc tế khác tuần qua đã đồng loạt đưa tin về VinFast của Việt Nam. Theo đó, các trang tin ghi nhận, năm 2022, VinFast đặt ra mục tiêu bán 42.000 chiếc xe điện trên toàn cầu, tăng so với kế hoạch trước đó là 15.000 chiếc. Công ty nhắm đến thị trường Hoa Kỳ và châu Âu vào năm 2022. Động thái này của nhiều tờ báo đã chứng tỏ triển vọng phát triển của tập đoàn Vingroup ra nước ngoài đã được quốc tế nhìn nhận nghiêm túc cả về tiềm năng cũng như các cơ hội hợp tác. Đây là tín hiệu tốt cho Vingroup nói riêng và các tập đoàn nội địa của Việt Nam nói chung khi nhắm đến thị trường toàn cầu trong tương lai. Bên cạnh đó, một loạt các trang báo như The Business Times hay Bloomberg đã ghi nhận việc ví điện tử Momo của Việt Nam đạt định giá 2 tỷ đô la Mỹ sau lần huy động mới nhất với khoảng 200 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư do ngân hàng Mizuho dẫn đầu trong cuối tháng 12 vừa qua. The Business Times đánh giá ngành công nghệ tài chính đã có thêm sức hút ở Việt Nam, đất nước gần 98 triệu dân trong thời kỳ đại dịch COVID-19, với các nhà bán lẻ trực tuyến và người tiêu dùng tìm kiếm đến các tùy chọn thanh toán không tiếp xúc. Đây sẽ là cơ hội phát triển cho hình thức ví điện tử. Như vậy có thể thấy sự quan tâm sát sao của báo chí quốc tế tới Việt Nam qua mọi diễn biến lớn nhỏ của nền kinh tế, từ những tín hiệu phục hồi lạc quan cuối năm cho tới triển vọng đầu tư trong và ngoài nước. Nhìn về năm 2022, các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới World Bank, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct, các chuyên gia và nhà đầu tư đều lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhờ vào những động lực thúc đẩy GDP phục hồi mạnh mẽ như xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, thu hút FDI, các chính sách kịp thời, hiệu quả từ chính phủ. Đây là những thông tin đáng chú ý nhất trong tuần qua được các báo chí quốc tế dành thời lượng phân tích
và bình luận. Với tiêu đề Việt Nam năm 2022, từ từ và khó khăn ra khỏi khủng hoảng, báo Sputnik của Nga có bài điểm lại những khó khăn, thách thức mà kinh tế Việt Nam một năm qua chịu tác động bởi nhiều đợt dịch bệnh. Nhưng đến cuối năm, Việt Nam vẫn đạt mức thành tựu ấn tượng. Bài báo nhận định, năm 2021 đang kết thúc, đó là một năm không hề dễ dàng với Việt Nam, nhưng đất nước đã tập trung sức mạnh để vượt qua khó khăn và đạt được kết quả ấn tượng. Bài báo cho biết, với tỷ lệ tiêm chủng cao vào cuối năm 2021, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ với những tín hiệu tích cực. Đến cuối năm, kim ngạch thương mại của Việt Nam sẽ tăng 21% so với năm 2021 và sẽ đạt con số kỷ lục 660 tỷ đô la Mỹ và hơn 86% xuất khẩu sẽ là hàng gia công. Lĩnh vực tài chính và bất động sản đang phát triển tích cực. Tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ kích thích kinh tế bằng những chính sách cơ bản như chính sách tài khóa và thuế. Nếu có đủ hai điều kiện này, tôi thấy không gì kìm hãm được sự tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam, thậm chí là có thể ở mức cao hơn trước thời điểm khủng hoảng. Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Việt Nam đã đạt được một số mục tiêu kinh tế của mình và trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới về thương mại toàn cầu. Với tựa đề Kinh tế Việt Nam vượt bão COVID-19, tờ Algerie Monde Info đã ghi nhận sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, cũng như các quyết sách, chính sách linh hoạt của chính phủ Việt Nam. Tờ báo cũng dành những nhận xét tích cực về các chính sách và chiến lược của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19, cho rằng những chính sách này đã củng cố niềm tin của người dân đồng lòng cùng chính phủ ngăn chặn dịch bệnh và phát triển kinh tế. Chính những tín hiệu tích cực này đã củng cố niềm tin các nhà đầu tư nước ngoài. Tôi nghĩ rằng các chính sách chống dịch và phát triển kinh tế của chính phủ đang đi đúng hướng vì chúng mang lại những hiệu quả tích cực. Rất nhiều khuyến nghị của chúng tôi đã được xem xét, thực hiện và thực hiện rất nghiêm túc. Việc sống chung với COVID theo nghị quyết 128 là một điều kiện quan trọng để phục hồi kinh tế nhanh chóng. Chúng tôi đang có kế hoạch tăng gấp đôi đầu tư tại Việt Nam trong năm sau. Chúng tôi sẽ xây dựng thêm một nhà máy sản xuất thiết bị y tế trên nền đất hiện tại, với số vốn đầu tư trong giai đoạn đầu là khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Niềm tin của các định chế tài chính quốc tế vào khả năng phục hồi của kinh tế Việt Nam cũng đã được khẳng định qua những động thái hợp tác mới nhất để phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tuần qua, nhiều tờ báo trong nước và quốc tế cũng đưa tin Ngân hàng Thế giới World Bank và Chính phủ Việt Nam đã ký một hiệp định tín dụng trị giá 221,5 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 4.900 tỷ đồng. Khoản tín dụng này nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế Việt Nam, thúc đẩy chính sách thương mại xanh, chính phủ điện tử và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Bước sang năm 2022 cũng là thời điểm chuỗi cung ứng định hình lại hướng tới chất lượng và bền vững. Và lúc này, những đánh giá lạc quan về tiềm năng của thị trường Việt Nam như một mắt xích quan trọng vẫn tiếp tục được củng cố. Nhìn nhận về việc đầu tư làm ăn tại Việt Nam năm tới, theo khảo sát của Amcham, có gần 80% doanh nghiệp nước ngoài đã đánh giá rất tích cực hoặc tích cực về triển vọng chung và dài hạn khi đầu tư tại Việt Nam. Và lý giải cho những đánh giá tích cực nói trên, báo chí quốc tế và những định chế tài chính lớn đều cho rằng nghị quyết số 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được ban hành vào tháng 10 vừa qua là chỉ đạo thống nhất, kịp thời và sáng tạo của Việt Nam. Chính phủ nhận thức được tình hình và sẵn sàng làm nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu rất tốt. Tôi tin rằng Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Có thể nói rằng khủng hoảng đã phần nào thúc đẩy chính sách cải cách của Việt Nam cần thực hiện để trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2025. Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế kỹ thuật số do đại dịch COVID là một dấu hiệu tốt cho tương lai. Nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong số các quốc gia tăng trưởng tốt, trong khi phần lớn các quốc gia khác suy giảm kinh tế nghiêm trọng. Đó là dấu hiệu của khả năng phục hồi, cho thấy các nền tảng cơ bản của nền kinh tế Việt Nam là vững chắc. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự phục hồi và mở cửa trở lại này đang diễn ra nhanh chóng như thế nào. Chính quyền ở cả cấp trung ương và địa phương đều tích cực lắng nghe khu vực tư nhân để điều chỉnh các chính sách cho phù hợp. Ngân hàng Standard Chartered vừa cho biết, trên 40% công ty quốc tế được khảo sát đang tìm hiểu hoạt động sản xuất tại Việt Nam hoặc có kế hoạch đặt trụ sở tại đây trong vòng từ 5 đến 10 năm tới. Điều này khẳng định những biến động trước mắt do dịch bệnh không làm ảnh hưởng đến niềm tin dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Việt Nam là một trung tâm sản xuất toàn cầu đang phát triển và thu hút nhiều công ty nước ngoài đến đầu tư. Với thế mạnh là lực lượng lao động chất lượng cao sẵn có, chính sách thân thiện với đầu tư trực tiếp nước ngoài và việc gia tăng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thông qua hiệp định thương mại tự do khác nhau, giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường chuỗi giá trị trong tất cả lĩnh vực và tạo việc làm đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch COVID-19, tổn thất với kinh tế toàn cầu và Việt Nam là không tránh khỏi. Theo Ngân hàng Thế giới, quá trình đảo ngược để quay lại tăng trưởng GDP 6-6,5% sẽ khả thi khi Việt Nam và thế giới kiểm soát tốt dịch bệnh và cải thiện cán cân cung cầu. Điểm sáng của năm 2021 đó là trong lĩnh vực công nghệ. Chúng ta đã nhìn thấy sự gia tăng tiêu thụ điện tử các nước phương Tây. Và điều này có lợi trực tiếp đến các nhà máy sản xuất điện tử đặt tại Việt Nam. Và tôi nghĩ xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2022. Sẽ có một sự thay đổi nhỏ, đó là sự chuyển dịch từ nhu cầu tiêu thụ công nghệ sang điện tử công nghiệp. Và điều này cũng vẫn sẽ có lợi cho Việt Nam. Một hy vọng cho năm 2022, đó là Việt Nam sẽ quay trở lại tốc độ tăng trưởng GDP 6,8% và mục tiêu này sẽ đạt được. Vậy là năm 2021 đã khép lại. Bước sang năm 2022, tuy đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực, chứng tỏ được khả năng thích ứng với những biến động của thị trường và các yếu tố khó lường từ bên ngoài. Một báo cáo vừa được HSBC Global Research công bố hồi trung tuần tháng 12 tiếp tục đưa ra nhận định vốn đầu tư nước ngoài là một trụ cột vững chắc của kinh tế Việt Nam. Trụ cột này cùng những điểm mạnh khác của nền kinh tế đang tiếp tục được củng cố và đẩy mạnh. Qua 2 năm chống đỡ với dịch bệnh, Việt Nam đã chặn được đà suy giảm và nỗ lực phục hồi kinh tế với nhiều kết quả đáng tự hào. Thành quả có được là nhờ vào sự điều chỉnh chính sách chống dịch phù hợp của Đảng và Nhà nước, nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, hấp dẫn, thu hút đầu tư và sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành kinh tế trong nước. Những tín hiệu đáng mừng này sẽ là cơ sở vững chắc cho một năm mới với nhiều niềm tin tưởng ở sự phục hồi, tin tưởng ở sự thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn để tiến lên phía trước. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin mời biên tập viên Thục Linh tiếp tục với bản tin. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của biên tập viên Tú Anh và hy vọng rằng trong năm 2022 chúng ta sẽ kiểm soát dịch tốt hơn để có nhiều sức bật hơn nữa về kinh tế xã hội trong năm nay. Đến đây thì bản tin thời sự cũng xin được kết thúc. Quý vị có thể xem trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.